What's up, bro? Thật sự luôn á nha. Nãy giờ để ý á, bạn anh Julian có mặt ở đây á, nhìn ai cũng quải hết trơn á. Nhìn mặt mấy người đó mà hết muốn nhậu luôn á nè. Tôi cũng thấy vậy luôn á. Ủa? Hai đứa đang nói gì nhờ? Tụi em đang nói về bạn của Julian nè. Nhìn đi nhìn lại không thấy ai đẹp trai bằng anh Quốc hết trơn á. Không Quốc hơn. Đến bây giờ tụi em mới nhận ra vẻ đẹp của anh đó hả? Thật sự thì nếu mà anh đẹp trai quá mọi người cũng đừng kỳ thị những người ở đây, bởi vì hôm nay là sinh nhật của Julian. Đúng là công ủng công chờ đợi tối hôm nay mà. Chàng trai 10/10 đó bắt đầu xuất hiện. Everybody put your hands up. Yeah. Hỏi chứ. Yeah. Sao giờ cũng trễ rồi nè, anh chưa thấy Tâm Anh Tâm Ý tới. À, chắc là bận gì rồi cho nên tới không được. Nhưng không sao đâu, cứ chơi vui đi, sinh nhật anh mà. Hôm nay sinh nhật anh Julian vui thiệt. Anh vui không? Vui. Mấy đứa nè, ồn ào quá rồi đó, giờ cũng đã trễ lắm rồi. Đúng rồi đó cô, vậy là ồn ào đó đúng không cô? Đâu có được đâu. Hết hồn mà. Nhưng mà cô ơi, tại phải rồi, tại vì hôm nay là sinh nhật của Julian nên cô mới chăm trước cho mấy đứa. Nhưng mà dù sao cũng đã trễ lắm rồi, biết không? Đâu có được vậy cô. Sinh nhật là sinh nhật, còn cá ồn ào là ồn ào, cô phải chửi mọi người chứ. Cô, mọi người không nghe cô nói hả? Ồn ào đó, giải tán đi. Tôi nói là mọi người giải tán đi. Everybody go home. Home, you know home. Home. Nó coi anh thẳng gì vậy? Tỉnh hả? Anh vô ngủ luôn đi. Vô ngủ thì đừng uống nữa. Anh uống mấy chai rồi, tỉnh rồi đúng không? Em đó. Sao? Bây giờ em nói thiệt đi, anh cho em chọn á. Em chọn thằng đó hay là chọn anh? Anh nói gì vậy? Này Quốc, tôi thấy ông bị xỉn thiệt rồi đó. Anh nghiêm túc đó. Thôi, bị xỉn thiệt rồi. Xỉn gì em mà xỉn? Thôi, anh say rồi đúng không? Bộ con mình không coi, sinh nhật hả? Tôi cũng có sinh nhật vậy. Ông bị cái gì vậy? Dẹp anh đi, tôi nói mọi người về không nghe hả? Everybody go home. Home, you know. Nhìn kia tao quất mày bây giờ, tao quất nha, tao quất mày mà nhìn sao? À, về ở đây. Tôi nữa. Anh làm một người mất vui rồi kìa. Mai ơi, mai đừng nữa mà. Mọi người nghỉ giây lâu, 10 phút làm lại. Đạo diễn ơi, cho em xem lại, em đổi lại. Anh thấy em hồi nãy được không? À, đẹp á. Đẹp mà sao thấy anh không vui gì hết giờ? Cái gì đâu? Gặp bồi cảnh hôn đúng không? Không có đâu. Không có thì vui lên chứ. Nhưng mà em cũng thấy nó kỳ đúng không? Kỳ cũng phải làm chứ. Dù sao đó cũng chỉ là diễn thôi mà. Ý em là... Anh thấy sao? Dẹp đi. Tào lao, tôi không có làm nữa.
Ủa anh, vụ vụ gì vậy anh? Anh Subin với đạo diễn cãi nhau, tạm thời ngừng quay. Thiệt hả anh? Ờ, không ấy vậy luôn đi, dẹp hết luôn đi. Trước tiên, anh cần em thay một bộ đồ khác, kín đáo hơn. Ờ, vậy là mình đổi kịch bản đó hả anh? Kịch bản lần trước em quên đi. Showgirl gì chứ, toàn là ngắm nhé. Đúng rồi đó anh, em thấy là nên bận đồ kín đáo lại đi, bích lại luôn cũng được. Ở đây tôi là đạo diễn, anh đạo diễn. Đang nói chuyện riêng của tôi mà. Dạ dạ, dạ nói đi. Nhớ nha. Dạ. Thay một bộ đồ khác, kín đáo hơn. Dạ. Một lát ra đi, rồi anh mi cái kịch bản hay không nè. Dạ. Thấy chưa, anh nói nó bận đồ kín đáo mới đẹp. Đó, thấy chưa, như vậy là quá tốt rồi đó. Chú Liên ơi, ừ? Anh Quốc đâu rồi? Anh Quốc đi toilet rồi, sao vậy? Chết em rồi, bây giờ làm sao bây giờ? Ủa, kịch bản thay đổi rồi, em được mặc đồ kín đáo rồi, còn chết gì nữa à? Thì đúng là lúc đầu em mặc đồ kín đáo, ừ. Nhưng mà đạo diễn muốn thay đổi đường dây. Thay đổi? Là em bị xé áo ra. Bị xé áo hả? Ừ, xé áo ra sau đó lòi bộ đồ sexy còn hơn lúc nãy nữa. Đồ sexy nữa? Ừ, mà không những sexy không, mà còn bắt cái anh đó hôn em sâu hơn nữa. Ông Quốc mà biết được cái đó thì ông lên tao xong chết luôn á. Thì vậy em mới lo nè. Trời ơi, ông mà biết được chết em luôn á. Chú Liên, anh suy nghĩ cách giúp em đi. Ok, bình tĩnh, để anh suy nghĩ. Từ từ, cách nào đây, cách nào đây? Ủa, sao em? Tới giờ diễn chưa? À! Anh bị sao vậy chú Liên? Quốc ơi, ông đưa tôi bệnh viện được không? Tôi đau bụng quá. Tự nhiên đau bụng nang vậy? Ừ, đúng rồi. Anh đưa anh đi bệnh viện đi, anh đau lắm luôn á. Đi đi. Trời ơi, đi bệnh viện. Nhanh lên, nhanh lên. Ông có sao không dạ? Cũng không sao đâu. Bác sĩ nói đâu có bị gì đâu, sao đau dữ vậy? Tôi cũng biết nữa. Ok, cắt. Ơi, cảm ơn mọi người. Ủa, xong hết rồi hả anh? Tiếc quá em chưa kịp coi gì luôn á. Chú Liên, anh Quốc. Ủa, em xong luôn hả? Anh xong rồi. Sao quần áo em kỳ vậy? À, tại hồi nãy em không cẩn thận á, bị vướng đinh trên sân khấu ấy mà. Đạo diễn ơi, xem. À, thôi mà. Cho em xem lại cảnh đó được không? Ok em. À, quay phim mở giùm cái playback quay phim ơi. Chết em rồi, tìm cách giúp em đi. Thôi rồi, từ từ, để em tính, em tính. Ông không biết được rồi, chết em luôn á. Ánh mắt của anh đẹp, té cũng đẹp. Cảnh gì đây? What? Hả? À! Tôi sorry không? Anh không sao chứ? Sao tự nhiên giả ảo lại vậy? Tôi lỡ tay, tôi cũng không biết nữa. Tôi xin lỗi ông, ông có sao? Anh không sao chứ? Cái 3-4 cái màn hình không thấy gì hết trơn trời vậy. Cũng không có gì coi hết á. Thôi mình đi về đi anh. Dạ. Ai dẫn anh đi vệ sinh cái. Đây để tôi dắt đi cho. Đây. Bên em này. Ê, Quốc, không có sao không? Thôi, được, tôi đi được. Quốc, ông ổn vậy? Ok. Ba bồn luôn hả? Anh đi bồn nào đấy ta?